Vào chiều thứ Bảy vừa qua, giám đốc điều hành của Manchester United là Richard Arnold đã nhận được cuộc gọi của cảnh sát để thông báo về việc một nhóm cổ động viên đang chuẩn bị biểu tình trước nhà riêng của vị giám đốc này. Nhóm này có tên gọi là 51958, lập ra với mục đích thể hiện sự bất mãn với nhà Glazer và cách vận hành của bộ máy United. Để tránh rắc rối kéo tới trước cửa nhà, Richard Arnold quyết định gặp gỡ nhóm cổ động viên này tại một quán bar, mời họ nước và đối thoại về những vấn đề mà họ quan tâm. Arnold nhã nhặn yêu cầu giữ kín nội dung cuộc trò chuyện, nhưng rốt cuộc các đoạn video về buổi gặp mặt này đã lan truyền khắp mạng xã hội. Đây trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn với nội dung chủ yếu bao gồm thương vụ chuyển nhượng với Frankie de Jong, chuyện rò rỉ thông tin phòng thay đồ, sự lãng phí ngân sách của United, quyền sở hữu của nhà Glazer và cuối cùng là về năm ác mộng vừa qua của Quỷ Đỏ. Trong video lần trước, chúng tôi đã kể sơ lược cho quý vị và các bạn về câu chuyện này theo một lối văn hài hước. Nhưng giờ thì hãy nghiêm túc đi, vì trong video này có những chi tiết cười ra nước mắt. À nhầm, không đùa được đâu đối với các fan của Manchester United. Hãy bấm đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football. Richard Arnold là ai và tại sao cổ động viên lại biểu tình chống lại ông? Richard Arnold, 51 tuổi, vừa được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành thay cho Ed Woodward vào tháng 2 vừa qua. Richard đã làm việc tại United từ năm 2007 với các vai trò lần lượt là giám đốc thương mại và sau đó lên làm cấp quản lý ở ban lãnh đạo vào năm 2013. Ông lên nắm quyền và ngay lập tức tiến hành cải tổ Man United. Ông giao cho John Murtough việc bổ nhiệm Erik ten Hag, thuê Andy Oboy về làm trợ lý cho John và mời Dominic Jordan về làm trưởng bộ phận phân tích số liệu. Câu lạc bộ cũng tăng tốc việc hiện đại hóa cơ sở vật chất với trọng tâm là sân vận động cũng như sân tập Carrington. Họ mời các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thiết kế và lên kế hoạch để xem liệu United nên được cải tiến, làm mới hay xây lại hẳn từ đầu. Ở cấp độ quản lý, họ chia tay trưởng bộ phận chiến lược Hemen Seyayo và trưởng bộ phận đàm phán Matt Judge, dù ông này vẫn tiếp tục làm việc cho tới hết kỳ chuyển nhượng năm nay. Man United cũng xác nhận sự ra đi của tuyển trạch viên chính Jim Lawler và trưởng bộ phận tuyển trạch toàn cầu Mark Selwood. Thế nhưng, những sự thay đổi đó là chưa đủ để xoa dịu các cổ động viên, vì thành tích tệ hại của câu lạc bộ vẫn còn nguyên đó, và khoảng cách giữa United và các đội top đầu là rất rất xa. Ngoài ra, trong 10 ngày đầu tiên của thị trường chuyển nhượng, cổ động viên United chứng kiến Liverpool có được Darwin Nunes, City thì sở hữu Haaland, trong khi đó Quỷ Đỏ lại chia tay Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata và Nemanja Matic. Tất cả đều không thu về một đồng nào. Chuyện biểu tình với Man United thì nhiều như cơm bữa. Có vô số trường hợp cổ động viên biểu tình mà chắc chắn chúng ta đếm không xuể, nên chúng tôi xin phép không liệt kê lại. Nhưng nói một chút về nhóm 51958 này, họ là một nhóm được thành lập để phát huy và bảo toàn giá trị văn hóa của Man United, theo lời giới thiệu trên profile Twitter. Nhóm cổ động viên này hoàn toàn độc lập, không liên quan tới hội đồng cố vấn dành cho người hâm mộ của Man United, và họ có mục đích lớn nhất là khiến nhà Glazers bán câu lạc bộ. Họ từng tác động lên các nhà tài trợ, yêu cầu họ ngừng hợp tác với United để gây áp lực lên các ông chủ người Mỹ. Họ tiếp tục thể hiện rõ quan điểm này ở cuộc gặp với Arnold. Thường thì Richard Arnold không phải là người muốn lên tiếng công khai, ví dụ như khi huấn luyện viên Erik ten Hag chính thức tới câu lạc bộ, trang chủ chỉ dẫn lời giám đốc bóng đá John Murtough chứ không phải là Arnold. Nhưng buổi nói chuyện vừa qua với người hâm mộ đã khiến phát ngôn của ông trở nên công khai, dù điều đó đi ngược lại với mong muốn của vị giám đốc này. Arnold nhận xét gì về tình hình chuyển nhượng của United? Chúng ta đã chi 1 tỷ bảng cho các cầu thủ, hơn bất kỳ câu lạc bộ nào tại châu Âu. Và nhìn tôi đi, tôi chẳng vui vẻ gì với tình hình hiện tại, đúng chứ? Tôi rất lo lắng và tôi không hề ngồi chơi. Chúng ta cần làm gì đó để tương lai trở nên tươi sáng hơn. Còn số tiền đã đốt, các bạn không thể nào cứ đi biểu tình rồi nói: "Nào, cho tôi xem 1 tỷ bảng đó đi." Tôi nghĩ rằng câu lạc bộ đã làm không tốt với số tiền đó, nhưng giờ nó là thì quá khứ. Hiếm khi một lãnh đạo lại thừa nhận sự yếu kém trong khâu vận hành giống như vậy, và cổ động viên Man United có thể yên tâm hơn khi nghe lãnh đạo đội bóng nhận sai, cũng như hy vọng về một sự cải thiện. Khâu chuyển nhượng của Man United từ lâu đã nhận sự chỉ trích, khi đôi lúc họ lại chiều huấn luyện viên thái quá, nhưng cũng có khi chẳng cho họ thứ họ yêu cầu.
Đây chính là vấn đề mà Man United cần phải cải thiện nhiều nhất để làm an lòng cổ động viên. Tình hình thương vụ De Jong thì sao? Tình hình thương vụ Frankie De Jong thì vẫn như vậy. Man United và Barca đang không đồng thuận về giá cả. Đội bóng Tây Ban Nha muốn 80 triệu euro, trong khi Quỷ Đỏ cho rằng thế là quá nhiều. Họ tin rằng mình có thể thương lượng được và tình hình tài chính của Barcelona không cho phép họ nắm đằng chuôi. United thư thả vì họ còn cả kỳ nghỉ của các cầu thủ làm nghĩa vụ đội tuyển quốc gia. Thế nên câu lạc bộ sẽ tiếp tục đàm phán, nhưng chỉ chốt khi thấy rằng giá cả hợp lý. Chúng tôi đốt cả đống tiền kia kìa. Hè này ngân sách mà huấn luyện viên mới cần vẫn có ở đó. Tiền không phải là vấn đề. Nếu huấn luyện viên thực sự muốn người đó, thì các nhân sự chắc chắn sẽ nghiên cứu xem liệu đó có phải là một cầu thủ giỏi. Richard Arnold còn nói nhiều câu khác theo một cách hơi xuồng xã. Đại ý của chúng là Richard là giám đốc điều hành nhưng có ít kinh nghiệm chuyên môn về bóng đá, nên ông giao chuyện đó cho John Murtough và Erik ten Hag. Dùng tiền thế nào là quyền của họ. Nếu giả dụ De Jong thực sự vô cùng quan trọng cho quá trình tái thiết, Arnold sẵn sàng duyệt chi. Nhưng nếu John Murtough và Erik ten Hag nói rằng De Jong không đáng 80 triệu thì họ sẽ không vung tiền vì câu lạc bộ còn cần bổ sung ở các vị trí khác. Về chuyện các cổ động viên tấn công các nhà tài trợ. Như đã biết, Man United đã ký hợp đồng tài trợ trị giá 47 triệu bảng một mùa với tập đoàn công nghệ TeamViewer. Thế nhưng các cổ động viên United lại tấn công nhà tài trợ này. Họ đánh giá một sao và đưa ra các nhận xét tệ hại về sản phẩm của công ty này trên các diễn đàn. Chuyện biểu tình. Ok, các bạn sẽ biểu tình hướng về phía tôi. Tôi là người ở vị trí này nên tôi phải nhận điều đó là chuyện bình thường. Hoặc các bạn có thể biểu tình chống lại các ông chủ. Tùy các bạn. Nhưng các nhà tài trợ đã rót tiền vào câu lạc bộ. Họ có làm gì sai đâu mà lại tấn công họ. Ông giải thích rằng nếu người hâm mộ quan tâm tới đội bóng thì họ cần bảo vệ mối quan hệ đối tác giữa câu lạc bộ và các nhà tài trợ. Vì nguồn tiền từ các bên đối tác và các nhà tài trợ là vô cùng quan trọng trong công cuộc nâng cấp sân vận động và sân tập. Nguồn tiền của United bị tổn hại bởi Covid-19 và từ những màn trình diễn tệ hại trên sân cỏ. Tôi không ở đây để bảo vệ Joel Glazer hay các cổ đông. Họ tự lên tiếng được. Tôi ở đây để trò chuyện với các bạn. Mọi người ở đây đã bỏ thời gian và công sức để quan điểm của mình được biết đến và tôi tôn trọng điều đó. Giờ, để tôi nói cho các bạn nghe. Trong tương lai, để nâng cấp sân vận động và sân tập hiện đại bậc nhất, chúng ta cần ít nhất 250 triệu bảng. Thế đấy, và chúng ta phải làm gì đó để ra tiền. Vậy thì tiền đó ở đâu? Tất nhiên là từ các nhà đầu tư, từ các nhà tài trợ. Chúng ta cần nhiều tiền hơn bây giờ để xây dựng cơ sở vật chất. Chẳng có đội bóng nào tự dưng đẻ ra cả đống tiền để xây sân vận động mà không lấy từ nơi khác. Nhìn Spurs mà xem, họ được cấp 1 tỷ bảng đấy. Tiền phải tới từ đâu đó, và dù các bạn không thích những ông chủ hiện tại, thì các bạn cũng cần phải bảo toàn sức khỏe tài chính cũng như danh tiếng của câu lạc bộ nếu muốn ai đó mua lại United. Tóm gọn lại, Richard Arnold muốn nói rằng chuyện biểu tình hay phản đối công khai không làm các ông chủ cảm thấy sợ hãi hay bị lay động. Vì vậy có lẽ các cổ động viên nên dừng việc tấn công các nhà tài trợ để bảo vệ câu lạc bộ. Về bầu không khí trong phòng thay đồ và cả câu lạc bộ nói chung. Trong buổi nói chuyện, Arnold được hỏi về những câu chuyện tiêu cực trong phòng thay đồ của United mùa giải vừa rồi. Ông nói rằng hai người chuyên dò dỉ nguồn tin đã rời câu lạc bộ, nhưng không chỉ rõ là ai. Tôi ghét mọi trận đấu mùa vừa rồi. Tôi không hứa trước điều gì vì tôi không nói dối và tôi đối mặt với các vấn đề một cách thực chất. Tôi rất trân trọng tình yêu cuồng nhiệt của các bạn và kể cả cách các bạn thể hiện nó. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ từ mọi người vì thú thực, một mình tôi là không đủ. Tôi biết, nói thế này nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng chúng tôi chưa hề khống chế các cuộc biểu tình của mọi người và cá nhân tôi thì rất thích sự cuồng nhiệt của các bạn. Chúng tôi cũng đã đảm bảo việc các cổ động viên có ít nhất 3.000 ghế khi tới các sân khách. Nếu bất kỳ câu lạc bộ nào không đáp ứng, chúng tôi sẽ có biện pháp phản ứng. Chúng ta luôn lấp kín các suất ghế sân khách. Dù ở đâu thì các cổ động viên vẫn luôn rất tuyệt vời. Các con tôi cũng hay tới các trận sân khách và chúng nó cảm thấy sự sôi động. Các bạn là những cổ động viên tuyệt vời nhất thế giới. Mọi thứ vừa qua thực sự tồi tệ. Các bạn hãy nhìn xem, chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ. Họ trở về sau một chiến dịch khó khăn, ví dụ như những Rashford hay Sancho. Những chàng trai đó phải chịu sự lăng mạ, phân biệt chủng tộc, để rồi sau đó lại tiếp tục có một mùa giải khó khăn. Các cổ động viên thì cứ liên tục la ó. Tôi không ngạc nhiên khi họ lại mất đi sự tự tin. Bây giờ, tôi muốn chúng ta đoàn kết, trở thành một phần của câu lạc bộ. Chúng ta đều muốn hướng tới thành công.
Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.